chương một xuyên không bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tại u minh giới một tiếng hét từ căn phòng trong lâu đại địa ngục vang lên nhưng đối với u minh giới thì đó là chuyện thường ngày ở huyện Mà thiên bằng nữ vương của u minh giới và thiên đàng chậm rãi bước vào căn phòng phát ra tiếng hét đó mở cửa ra cô thấy đứa em gái của cô giang hét lên vì xem phim ma ôi trời cô bật cười linh linh em lại hét vì xem phim ma à em thích coi mà linh linh quay lại nói em đánh quái vật nhiều rồi mà xem phim ma này thì có gì mà sợ chứ thiên băng nói cho nó thêm hấp dẫn thôi à linh linh nũng nỉu trời ạ à. em lớn rồi mà như con nít á thiên băng mỉm cười hi hi à chị ơi em có một cuốn tiểu thuyết hay lắm chị đọc thử đi linh linh nói đưa ra cuốn sách tiểu thuyết à một nghìn năm rồi chị chưa được đọc để chị đọc xem thiên băng nói cầm lấy cuốn sách rồi bay về phòng và đọc thiên băng mở sách ra, đọc được ba, cô thấy chuyện này rất khác biệt, nữ phụ chu ngoa đanh đá, ghen tị sắc đẹp với nữ chính nhưng thực chất là một cô gái hiền lành, xinh đẹp hơn nữ chính nhiều, ngược lại, các nữ chính. Thâm hiểm, ác độc nhưng lại luôn tỏ ra hiền lành, luôn xả thân cứu giúp người khác mà được mọi người yêu mến, những nam chính sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ nữ chính, thẳng tay hãm hại nữ phụ không thương tiếc, cô tặc lưỡi, chật chật tội nghiệp nữ phụ quá nếu ta mà là nữ phụ ta sẽ chống trả lại ngay sau khi đọc xong cô cất quyển sách dưới gối và lên giường ngủ sáng sớm hôm sau ngủ dậy tỉnh lại thì thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ đưa tay lên mặt cô giật mình khi thấy một làn da nõn nà mái tóc hồng bồng bềnh dễ thương cô đứng trước gương và ngạc nhiên đây chẳng phải là gương mặt của nữ phụ trong truyện tiểu thuyết mà cô vừa đọc hôm qua sao cô thử dùng phép thuật, vẫn còn được, may mà xuyên vào thân thế này mà vẫn dùng được phép thuật xuất sắc nhất thiên đàng và sức mạnh ám khí bậc nhất của u minh giới, cô nhìn quanh căn phòng, toàn là hình ảnh những anh chàng đẹp trai. Cô liền niệm chú, các hình ảnh biến mất, cô bước tới áo quần treo trên tường và lẩm bẩm, trường trung học High Stone. Cô mặc quần áo vào và bước xuống nhà ăn sáng. Mẹ cô, Amelia Roser, gọi Ami, ăn sáng thôi con, Ami đó chẳng phải là nickname của mình sao? Thôi kệ, đóng giả thì đóng cho thật luôn đi, Ami, vâng, Ami nói, ăn sáng xong, cô chạy ra lấy chiếc giày ba ta màu hồng, bước ra cửa và quay lại nói, con đi học nhé mẹ. Cô rảo bước tới trường, mới tới, một đám fan girl đã chen chúc, chật ních cái cổng trường. Từ sau lưng cô, có ba cô gái đi tới, chào cậu Ami, Sally mỉm cười, ông chậm lấy Ami, chào Sally, Ami nói, ngạc nhiên khi thấy ba nữ chính ở đây, Ami, cậu ăn sáng chưa? Để tụi mình đãi cậu nhé, Maria và Blay nói, ăn sáng. Mình nhớ đoạn này, mục đích họ đãi mình đi ăn sáng là muốn gây sự chú ý với các nam chính chứ gì? Hừ, ta đã thay thế nữ phụ rồi thì các ngươi sẽ không lừa được nữa đâu, Ami, thật hả, Ami làm ra vẻ hào hứng, ung. Đi thôi, Sally nói rồi kéo Ami đi. Ami lục trong trí nhớ của mình. Sally, Maria và Blay là công chúa của ba đất nước, thế éo nào mà lại thân thiết với một thường dân như Ami chứ? Chắc chắn là có âm mưu đây cô đâu có ngốc, ăn sáng xong, cô bước vào lớp với ba đứa bạn thân, giả tạo của mình. Cô mới ngồi xuống, Ru đã phóng như bay tới bạn Ami, nói, này Ami, tớ cảnh cáo cậu là đừng đi với ba con nhỏ đó mà, um, Ami gật đầu đại, tốt, Ru nói rồi về chỗ ngồi, nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.